Rồi, như vậy cái đề mình xác định lại, mình có ba thông tin: mã sách, tên sách và giá. Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ tạo ra một cái struct giống như thế này: mã sách, tên sách và giá. Mình tạo trước là 1.000 cuốn, còn tí nữa mình muốn có bao nhiêu cuốn thì nó sẽ lưu được ở trong cái số sách này. Số sách lúc đầu là chưa có cuốn nào. Bây giờ mình sẽ viết một cái hàm nhập, và hai cái biến này mình đang khai báo ở bên ngoài main luôn, thì biến này chúng ta gọi là biến toàn cục, tức là hàm nào cũng xài được hết. Thì mình viết cái hàm nhập của chúng ta là không cần giá trị đưa vào, hàm nhập của chúng ta không cần giá trị đưa vào, chúng ta gọi nhập, và cũng không cần giá trị trả về, bởi vì tất cả mọi thao tác là chúng ta đang xài với biến toàn cục, cho nên mình không cần đưa vào lấy ra gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái nhập cho đến khi kết thúc là K là có hay không, cho nên là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái character trả lời một ký tự, character trả lời một ký tự, và chúng ta lặp đi lặp lại cái việc nhập của chúng ta, cho nên dùng do while. Và chúng ta sẽ dùng cái biến kiểm tra này của chúng ta, dùng cái hàm là str cmb compare để chúng ta kiểm tra xem là cái kiểm tra này so với ký tự C thường có đúng như vậy hay không. Nếu đúng thì trả về giá trị là không, hoặc là cái này trả về đối với lại so sánh với lại C hoa. Đó, như vậy trong trường hợp C thường hoặc C hoa thì sẽ quay trở lại. Và chỗ này chúng ta sẽ nhập vào có tiếp tục không? Có không chấm hỏi, và chúng ta sẽ sử dụng getX để chúng ta lấy cái biến trả lời. Đó là cái quá trình nhập của chúng ta, thì chúng ta sẽ sử dụng getX. Trong này chúng ta sẽ nhập thông tin của sách, thứ nhất là mã sách. Chỗ này chúng ta nên để là nhập thông tin cuốn sách thứ mấy ha, cũng được, mình để thêm cũng được. Mã sách, chỗ này chúng ta sẽ sử dụng lệnh get s để nhập vào danh sách, sách thứ. Ở đây chúng ta lấy cái biến chỉ mục là số lượng sách của chúng ta. Số lượng sách hồi nãy mình cho gán trên này là bằng không nè, cho nên mình lưu trong cái số lượng sách chấm mã sách. Rồi, riêng cái lệnh nhập này có bạn nào đang thắc mắc là tại sao mà s danh sách sách rồi mở ngoặc số sách rồi chấm mã sách, chỗ này có hiểu không? Có bạn nào mà không hiểu chỗ này? Rồi, thứ nhất là cái s, cái danh sách sách này là cái gì? Cái này ở đâu ra? À, cái này là gì các bạn? Cái này là dạng mảng. Mảng nè, mình khai báo nè. Có ngàn cuốn nè. Vậy thì thay vì bạn nhập cuốn sách thứ không đúng không? Thì thầy khai báo là số sách, đây số sách thầy khai báo bằng không nè. Vậy thì đây là cuốn sách thứ không mà bạn đang đang nhập cái gì? Mã sách thì chấm mã sách, nhập vô mã sách. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ nhập gì? Tên sách. Mình ghép vô đâu?
get vô cuốn sách thứ. Thứ này là thứ không. Mà lưu vô đâu? À, tên sách. Hiểu chưa? Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ print giá. Và giá thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh scan. Tại vì giá của chúng ta kiểu in, cho nên là chúng ta sử dụng lệnh scan phần trăm D. Lưu vô đâu? Lưu vô cuốn sách thứ. À, thứ công, số sách, chấm. Lưu vô thành phần giá. Rồi, ba cái lệnh nhập này nhìn thì nó dài dòng. À, danh sách sách, rồi số sách, rồi chấm mã sách. Nhưng mà nếu các bạn hiểu thì nó cũng rất là dễ. Tại vì ở chỗ này, trên cái chi tiết của cái stat này nè, mỗi cuốn sách nó có mã sách, có tên sách và có giá. Thì mình nhập cho từng thành phần của nó. Chấm mã sách, chấm tên sách, chấm giá. Được không? Cho từng thành phần. Đây là cuốn sách thứ nhất. Và sau khi nhập xong thì chúng ta sẽ làm gì? Kiểm tra cái số sách của chúng ta sẽ tăng lên 1. Mình đã có được một cuốn rồi. Sau khi nhập xong thì mình đã có được một cuốn sách thì số sách tăng lên 1. Rồi hỏi có tiếp tục không? Như vậy là mình đã xong vòng lặp nhập rồi. Còn dòng thứ mấy không hiểu nữa. Mình dẹn đi. Dòng thứ mấy không hiểu. Dòng thứ mấy nào? Như vậy thì chúng ta đã có nhập rồi, bây giờ chúng ta xuất thôi. Void xuất. Cũng không cần đưa vào. Chúng ta sẽ dùng for. Chúng ta khai báo ở đây một cái y trước đi. Y for y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn số sách chấm phẩy y cộng cộng. Rồi mình sẽ xuất cái gì ra đây? Trước đó mình xuất cái tiêu đề trước ha. Mình xuất cái tiêu đề là có mã sách xịt n xịt t, tên sách xịt t, giá xịt n. Rồi vòng for của mình bên trong này mình sẽ cũng dùng lệnh print. Phần trăm S xịt T. Phần trăm S xịt T xịt T. Phần trăm D xịt N. Trong đó mình lấy cái danh sách, sách thứ Y, tức là thứ của số sách, thứ Y. Chấm mã, mình muốn xuất mã trước. Phải cũng là danh sách này, thứ y luôn, chấm tên sách phẩy danh sách thứ y chấm giá. Chấm phẩy. Như vậy thì chúng ta đã xuất được cái số lượng sách của chúng ta. Đó, xuất thì chúng ta sẽ sử dụng hai vòng for. Một vòng for như vậy thôi. Xuất khá là đơn giản. Bây giờ mình chạy thử nè. À, mình chưa gọi mà. Chấm phẩy. Nhập
và xuất mình chưa gọi. Rồi ở đây mình sẽ gọi là nhập sách, xuất sách. Rồi sách của chúng ta A1 có không? Có không, sao nó không xuất hiện, nó không hỏi luôn. Nhập sách tiếp tục có không? Đến đây là nó không cần hỏi cái câu này luôn là sao? Câu này là in thôi mà. Rồi, xử lý trôi lệnh std in. Std in get kiểm tra. A1. Ủa sao nó không hỏi luôn ta? Hả? Xuất biên dịch lại. Nó còn không xuất khỏi cái câu này luôn. Nhập kiểm tra 1. Bạn có tiếp tục không? Ừ, chỗ này bị gì? Thiếu dấu và. A1. Ok, có. B2. Có. C3. Không. 1 2. Rồi ok. Cái giá 1 2 3 này nè bị sai nè. A B C thì ok rồi. Toàn số 2. Xuân sách số sách. Xuất ẩu ẩu xuất ra cái số 1 không thì nó là 2 là đúng rồi. Quá ẩu đúng không? Rồi như vậy mình đã có nhập xuất rồi. Trong đề yêu cầu mình làm gì nữa? Đề yêu cầu làm gì? Nhập xuất, viết hàm xuất ra màn hình sách có giá lớn hơn bao nhiêu đó. Như vậy thì mình duyệt xong, mình xem thử bạn nào mà có giá lớn hơn cái mình cần thì mình sẽ void xuất. Nhưng mà chỗ này mình sẽ đưa vào một cái giá nào đó y chang vậy thôi. Nhưng mà chỗ này thì mình làm thêm gì nữa mấy em? Chỗ này làm thêm gì? Đang làm gì? Cái xuất này chúng ta sẽ xuất có giá. Chúng ta gọi là xuất 2. Và chỗ này trước khi xuất thì chúng ta làm gì mấy em? Nếu như danh sách thứ y chấm giá lớn hơn hoặc bằng cái giá mình đưa vào thì xuất, còn nếu nhỏ hơn thì thôi. Rồi danh sách đưa vào. Bây giờ mình sẽ thêm một cái hàm nữa là mình xuất 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 2. Cái giá ví dụ như mình đưa vô là 5 đi,
Ví dụ là 5. Ngày lúc mình nhập mình phải có trên 5 dưới 5 nha. Sách thứ nhất E 1 có. Sách thứ 2 8 tên sách giá 8 có. Sách thứ 3 giá 9 có. Sách thứ 4 giá 4 không. Đây, giá 8 giá 9 nó xuất ra nè, trên 5. Còn giá 1 giá 4 nó không xuất nè. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã có được cái đoạn code mà xuất theo giá trên một ký giá trị đưa vào gì đó. Hàm tính tổng tiền với ký số lượng ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên thì các bạn sẽ sử dụng cái phần random. Các bạn nghiên cứu cái random giúp